Thầy chào tất cả các em học sinh lớp 7 đến với kênh Thầy Trường dạy toán cho cơ sở. Hôm nay, thầy giáo hướng dẫn chúng ta ôn tập học kỳ 2 với đề số 2. Sau đây các em cùng theo dõi đề bài. Bài số 1 có nội dung như sau. Điểm kiểm tra toán của học sinh lớp 7A được ghi lại trong bảng sau. Các em quan sát bảng. Phần A yêu cầu dấu hiệu ở đây là gì? Lập bảng tần số. B. Tính số trung bình cộng của bài kiểm tra. C. Tìm mốt của dấu hiệu. Trước hết chúng ta đi xác định dấu hiệu ở đây là gì và lập bảng tần số. Trong đề bài chúng ta có điểm kiểm tra toán của học sinh lớp 7A được ghi lại trong bảng sau. Thì bây giờ các em xác định dấu hiệu ở đây là ta xác định điểm kiểm tra của từng bạn học sinh. Đó chính là dấu hiệu của bài toán. Các em trả lời. Dấu hiệu là điểm kiểm tra toán của mỗi học sinh lớp 7A. Như vậy các em chú ý cụm từ mỗi học sinh lớp 7A. Lập bảng tần số. Để lập bảng tần số thì các em quan sát trong bảng số liệu thống kê ban đầu này có những giá trị khác nhau nào và có bao nhiêu giá trị khác nhau. Bài kiểm tra thì điểm lớn nhất là điểm 10. Thì trong bảng chúng ta thấy điểm nhỏ nhất là bao nhiêu? Các em quan sát đây có số 2, có số 3, có số 4, số 5, có số 6, số 7, số 8, số 9 và số 10. Như vậy chúng ta sẽ lập một cái bảng gồm các giá trị từ số 2 đến số 10 như sau. Dòng trên các em ghi giá trị x, hay có thể nói đây là điểm số x. Dòng dưới là tần số tương ứng n. Số 2 có tần số là bao nhiêu? Các em tìm trong bảng này có bao nhiêu số 2, các em ghi vào. Ở đây số 1 số 2, ta có tần số tương ứng của số 2 chính là 1. Với số 3 thì có bao nhiêu số 3? Thì các em sẽ ghi ở đây có 1 số 3, có 2 số 3. Như vậy là cách chúng ta đi tìm tần số của mỗi giá trị. Ví dụ đến số 4, chúng ta làm thế nào? Ta kiểm tra dòng thứ nhất có 1 số 4. Dòng thứ hai không có, dòng thứ ba không có, dòng thứ tư có 1 số 4 là 2. Dòng thứ năm có 1 số 4 là 3. Như vậy sẽ có 3 số 4. Tương tự như vậy chúng ta tìm tần số của mỗi giá trị tương ứng. Số 5 là 4, số 6 là 4, số 7 là 3, số 8 là 2, số 9 là 7, số 10 là 4. Và trong bảng này, số các giá trị của dấu hiệu, chúng ta có 1 cột, 2, 3, 4, 5, 6 và có 5 dòng, 5, 6, 30. Vậy là số các giá trị đây là 30. Như vậy là các em đã lập được bảng tần số. Dựa vào bảng tần số, chúng ta sẽ đi tính số trung bình cộng của bài kiểm tra. Chúng ta sẽ lấy ký hiệu của tính số trung bình cộng. Ta lấy giá trị nhân với tần số tương ứng, chia cho số các giá trị của dấu hiệu, tức là chia cho 30. Ta tìm được kết quả bao nhiêu, chúng ta có thể dùng máy tính tính và
chia cho 30 ra là kết quả. Phần C, tìm mốt của dấu hiệu. Mốt tức là ta đi tìm cái giá trị mà có tần số lớn nhất. Từ bảng tần số này thì số nào mà có giá trị lớn nhất thì đó chính là tần số. Trong cái bảng này chúng ta thấy là tần số lớn nhất là số 7, tương ứng với nó là số 9. Số 9 có tần số lớn nhất, như vậy là mốt chính là số 9. Trong bài tập số 1, dạng bài tập thống kê, chúng ta cần nắm được cách xác định dấu hiệu, cách lập bảng tần số, tính số trung bình cộng và tìm mốt dấu hiệu. Ngoài ra, chúng ta còn có một dạng câu hỏi, đó là dạng vẽ biểu đồ đường thẳng. Nhưng ở đây thì giáo không đề cập đến. Chúng ta có thể xem trong phần chương thống kê. Sau đây thì giáo hướng dẫn thêm cho các em bài toán số 2. Đó là bài có nội dung như sau: thu gọn các đơn thức sau và tìm bậc của chúng. Đơn thức A, đơn thức B. Câu số 2: cho đa thức PX, đa thức QX. Chúng ta phần A thu gọn, sắp xếp theo lý thừa giảm. Phần B tính tổng của PX cộng QX. Phần C là tính P trừ Q. Vậy thì làm thế nào để ta thu gọn được? Chúng ta cùng theo dõi giáo hướng dẫn. Ta với phần A, ta lấy số hệ số nhân với nhau và thu gọn các lũy thừa cùng biến. Ta lấy x nhân x mũ 2 và y nhân y. Ta có kết quả bằng 10 x mũ 3 y mũ 2. Phần B, ta xác định luôn bậc của nó là bằng 5 bằng cách đi tính tổng các số mũ. Phần B, bước 1 chúng ta đi tính lũy thừa 2xy tất cả bình phương sẽ bằng 4x bình y bình. Sau đó các em sẽ thu gọn, ta sẽ được bằng 4x mũ 2 nhân x mũ 2 y nhân y mũ 2 x nhân z. Ta được 4x mũ 3, 4x mũ 4 y mũ 3 và z. Và đơn thức thu gọn này chúng ta thấy là để tìm bậc, ta lấy 4 mũ 3 bằng 7 mũ 2 bằng 9. Như vậy bậc của đơn thức này bằng 9. Bây giờ sang phần thu gọn và sắp xếp các hạng tử của đa thức P. Đa thức P bằng 2x cộng với 7x bình trừ 9 cộng với 6x mũ 3 trừ 2x. Trong đa thức P chúng ta có 2x trừ đi 2x hết. 2x ta nhóm lại 2x trừ 2x. Còn các hạng tử còn lại ta giữ nguyên. Và các em nên viết các lũy thừa, các hạng tử theo lý thừa giảm của biến. Ta thu gọn được 6x mũ 3 cộng 7x mũ 2 trừ 9. Tương tự như vậy với đa thức quy x, chúng ta cũng thực hiện như vậy. 5x mũ 3 thì đồng dạng với trừ 4x mũ 3. Gọn chúng ta sẽ được x mũ 3 trừ 3x bình trừ 5. Sau đó ta đi tính tổng. Các em viết hai đa thức PX và QX sao cho các hạng tử cùng bậc trên sắp xếp trên cùng một cột. Rồi chúng ta đặt giữa chúng với dấu cộng. Ta thực hiện phép cộng. 6x mũ 3 cộng x mũ 3 bằng 7x mũ 3. 7x mũ 2 cộng với trừ 3x mũ 2 bằng 4x mũ 2. Âm 9 cộng âm 5 bằng âm 14. Đa thức P trừ đi đa thức Q, ta được
6x mũ 3 trừ x mũ 3 bằng 5x mũ 3. 7x mũ 2 trừ đi âm 3x mũ 2 bằng 10x mũ 2. 9 âm 9 trừ đi âm 5 bằng âm 4. Trong bài tập số 2 này, các em cần chú ý đến cách thu gọn một đơn thức và xác định bậc của nó. Để xác định bậc thì ta cộng số mũ của các biến có trong đơn thức đó. Và phần thứ hai là phần thu gọn và sắp xếp các hạng tử của sắp xếp đa thức theo lũy thừa giảm của biến. Và đây là đối với đa thức một biến và cộng trừ hai đa thức một biến. Chúng ta cần chú ý khi cộng chúng ta viết các hạng tử cùng bậc, có bậc chúng ta viết trên cùng một cột để thực hiện tính toán được điểm dễ dàng. Ta sẽ sang bài số 3. Bài số 3 có yêu cầu tìm nghiệm của đa thức. Với đa thức AX bằng 3X trừ 5, đa thức BX bằng X trừ 5 nhân X bình phương cộng 3. Và phần C là đa thức CX bằng X bình phương trừ 4. Để tìm nghiệm của một đa thức, chúng ta sẽ cho cái đa thức đó bằng 0. AX chúng ta cho bằng 3, 3 hay bằng 3X trừ 5 bằng 0. Khi đó ta trở thành bài toán tìm x thông thường, chúng ta sẽ tìm 3x bằng 5 và x khi đó sẽ bằng 5 phần 3. X bằng 5 phần 3 là nghiệm của đa thức AX. Tương tự như vậy, chúng ta cho đa thức BX bằng 0 thì suy ra x trừ 5 bằng 0. Vì x bình phương cộng 3 lớn hơn 0 với mọi x, từ đó suy ra x bằng 5. Và x bằng 5 là nghiệm của đa thức BX. Phần thứ 3, đa thức C bằng x bình phương trừ 4 bằng 0, khi đó ta sẽ có được x bình phương bằng 4. X bình phương bằng 4 thì ở đây có hai giá trị của x thỏa mãn, x bằng 2 và x bằng âm 2. Như vậy sẽ tìm được hai giá trị của x là nghiệm của đa thức C, đó là x bằng 2, x bằng âm 2 là nghiệm của đa thức C. Như vậy để tìm nghiệm của đa thức, các em hiểu chính là đi tìm cái giá trị của x mà làm cho giá trị của đa thức bằng 0. Chúng ta chỉ việc cho bằng 0 và đi tìm giống như là đi giải bài toán tìm x thông thường. Đó là cách tìm nghiệm của đa thức. Sau đây thì đó. Và chúng ta đến với bài số 4, bài toán hình. Trước hết là các em đi vẽ hình bài toán. Cho tam giác ABC cân tại A, kẻ A vuông góc với BC tại H. Như vậy là chúng ta kẻ AH vuông góc với BC tại H. Tam giác ABC cân tại A và AH vuông góc với BC tại điểm H. Ta đi chứng minh cho tam giác ABH bằng tam giác ACH. Đây là xét hai tam giác này. Vậy thì để chứng minh cho hai tam giác này bằng nhau, chúng ta sẽ đưa ra cái điều các điều kiện. Ở đây là chúng ta thấy hai tam giác này có cạnh AH. AH này là của tam giác ABH và cũng là của tam giác ACH, nên người ta gọi là cạnh chung. AH là cạnh chung. Các em có thể viết đây là cạnh chung. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ tìm điều kiện thứ hai. Góc AHB bằng góc AHC, hai góc này bằng nhau và bằng cái gì? Cạnh AB và cạnh AC, tại sao hai cạnh này lại bằng nhau?
Từ đó chúng ta sẽ suy ra hai tam giác phải bằng nhau trong trường hợp nào. Đó là câu thứ nhất. Phần thứ hai, phần B. Vẽ trung tuyến BM. Chúng ta xác định điểm M là trung điểm của AC. Khi đó BM chính là đường trung tuyến. Gọi G là giao điểm của AH và BM. Chứng minh G là trọng tâm của tam giác. Bây giờ giáo sẽ hướng dẫn chúng ta chứng minh trọng tâm. BM là đường trung tuyến. Bây giờ các em chứng minh cho AH cũng là đường trung tuyến thứ hai. Thì hai đường trung tuyến này cắt nhau tại G thì G chính là trọng tâm. Để chứng minh được AH là đường trung tuyến thì các em chứng minh được HB bằng với HC. HB bằng HC thì suy ra là H là trung điểm của BC. Khi H là trung điểm của BC thì suy ra AH là đường trung tuyến. G là giao điểm của hai đường trung tuyến, do vậy suy ra G là trọng tâm. Tại sao HB lại bằng HC? Vì hai tam giác chứng minh của phần A bằng nhau thì HB bằng HC, đây là hai cạnh tương ứng. Phần thứ ba là phần C. Nếu cho biết đoạn thẳng AB bằng 30, đoạn thẳng BH bằng 18, chúng ta sẽ tính được AH dựa vào định lý Pythagore. Khi tính được AH thì các em sẽ tính được AG. G là trọng tâm thì GA bằng 2 phần 3 của AH thì các em sẽ tính được AG. Phần thứ tư là phần D. Kẻ HD song song với AC. Chứng minh rằng ba điểm G, C, G, D thẳng hàng. Các em quan sát. Nếu chúng ta chứng minh được là D là trung điểm của AB thì CD sẽ là đường trung tuyến. Và đường trung tuyến thứ ba này chắc chắn sẽ đi qua điểm điểm G. Do đó là ba điểm CGD thẳng hàng. Bây giờ để chứng minh cho D là trung điểm của AB thì trước hết chúng ta sẽ chứng minh cho đoạn thẳng DH bằng với đoạn thẳng DA, và thứ hai chúng ta lại chứng minh cho cạnh ABD bằng với DH. Hai đoạn này cùng bằng với DH thì hai đoạn này bằng nhau, khi đó D trở thành trung điểm. Em quan sát thầy giáo dẫn chứng minh này. Để chứng minh cho DH bằng với DB thì các em chứng minh tam giác DBH cân tại D. Chúng ta có góc DHB thì bằng góc C, mà góc B thì bằng góc C. Như vậy hai góc B và góc DHB này là bằng nhau, suy ra tam giác DHB cân, suy ra DH bằng với DB. Chúng ta có này, DH lại song song với AC, do vậy là góc DHA thì bằng góc A2, mà góc A1 lại bằng góc A2, do vậy góc A1 sẽ bằng góc DHA. Từ đó suy ra tam giác ADH là cân tại D. DH cũng bằng DA. Hai đoạn thẳng DA và DB cùng bằng DH, do vậy hai đoạn thẳng này bằng nhau. Từ đó suy ra CD là đường trung tuyến. CD là đường trung tuyến thì G này sẽ nằm thuộc đường trung tuyến. G là trọng tâm thì G sẽ thuộc đường trung tuyến BC, do vậy ba điểm DGC thẳng hàng.
Bài tập số 5. Tính giá trị của đa thức P tại 2017, biết rằng P bằng x mũ 2017 trừ y 2018 nhân với 2016 cộng 2018 nhân 2015 vân vân trừ đến 1. Vậy để tìm được P của 2017 này các em sẽ làm thế nào? Sau đây giáo sư hướng dẫn chúng ta tính giá trị của nó thay tất cả những số chữ x thì bằng 2017. Rồi chúng ta đi biến đổi. 2018 sẽ thành tổng của 2017 cộng với 1. Tất cả những số đó chúng ta sẽ biến đổi thành tổng. Sau đó các em sẽ nhân, sử dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng để nhân ra. Cuối cùng chúng ta có các số này chúng ta triệt tiêu trừ cho nhau là hết. Do vậy cuối cùng còn lại số 2017 trừ đi 1. Và kết quả cuối cùng bằng 2016. Đây chính là P 2017 bằng 2016. Cảm ơn tất cả các em học sinh đã theo dõi video. Nhớ đăng ký kênh và chia sẻ video các bạn. Xin chào, hẹn gặp lại các em ở video tiếp theo.